rất là mừng ở Nghệ An so với trước đây mà chúng tôi đi tốt hơn rất nhiều. Kỳ vọng các điều động xuống xã một cái vùng khó khăn, đặc biệt vùng qua được như thế này nó không đơn giản. Rõ ràng là cái chủ trương của Đảng chúng ta đã đi được rồi, mà nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo rất thiết thực với các công tác được trong cuộc sống của chính phủ đặc biệt đó. Đây là quá trình phấn đấu miệt mài kiên trì của Đảng. Và vừa rồi tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đánh giá lại 10 năm qua, phải nói một trong những chủ trương lớn của Đảng chúng ta hợp lòng dân đi vào được đời sống này chính là xây dựng nông thôn mới, thực hiện nghị quyết phát triển nông dân nông thôn và nông nghiệp của Đảng. Và chúng ta kiên trì làm một cách bài bản và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thực sự chúng ta thấy thay đổi. Hôm nay chúng tôi về đây thấy mặc dù còn khó khăn nhưng mà không biết các bà con cảm nhận thế nào, chúng tôi thấy thay đổi rất nhiều. Tất cả các cái nghị quyết rất là quan trọng gần đây các đồng chí đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách toàn diện, kể cả kinh tế xã hội rồi an sinh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng tôi rất là phấn khởi trước khi thành tích mà các đồng chí ở xã và huyện đạt được. Thì ở đây cũng một lần nữa là chúng tôi với địa phương nay nói với các đồng chí cán bộ xã và huyện cái mục đích của Đảng mình, của Đảng nước mình muốn làm gì thì làm, cuối cùng là phải nâng cao đời sống của dân. Anh muốn kể thành tích gì thì kể, nhưng mà thành tích mà dân mà không được nâng cao đời sống, dân mà không được phát huy dân chủ thì là chúng ta không đạt được mục tiêu. Cho nên tất cả hành động của chúng ta, tổ chức Đảng, chính quyền nhằm vào là phục vụ dân. Đó là cái quan trọng nhất. Hôm nay quán đồng chí là mục tiêu của chúng ta. Thì qua nghe các đồng chí đây thì mấy cái ghi nhận như vậy tôi thấy rất là tốt rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi xin là được đưa một số ý là để các đồng chí chuẩn bị cho đại hội. Trước hết là tập trung cho việc chuẩn bị nhiệm kỳ tới. Chúng ta cũng là một dịp nhìn nhận lại việc thực hiện với một cái tinh thần là quyết liệt hơn nữa. Cái gì mà chúng ta hứa với dân, cái gì chúng ta đạt ra chỉ tiêu thì cố gắng mà làm, là tối đa và tuy nhiên còn khó khăn thì chúng ta rồi cái tới đây mà đạt ra chỉ tiêu thì phải tính tới khả thi, đã nói là phải làm. Thứ hai là phải chuẩn bị cho nhân sự theo tinh thần chỉ thị 35 của chỉ thị. Trước hết muốn biến thành đường lối chính sách của Đảng trở thành hiện thực của các đồng chí cán bộ thực sự là trong sản xuất hàng có bản lĩnh và có trí tuệ. Nhưng mà có lẽ thời buổi hiện nay chúng ta cũng đặt đầu tiên là phải có phẩm chất, phải một lòng một dạ vì dân vì nước. Thì mới tiêu hơn được. Thì đảng mình vững mạnh được, từng đảng viên phải mạnh, từng đảng viên phải là đầu tàu gương mẫu. Như các cụ trước đã sở dĩ mà làm nên được cơ đồ như thế này là cả một quá trình, cả một thế hệ lãnh đạo, cái thế hệ đảng viên của chúng ta phải hy sinh, phải gương mẫu, phải đi trước. Cho nên là làm công tác nhân sự đối với đại hội là quan trọng lắm. Cho nên là tất cả cái tiêu chuẩn mà đã nói rồi thì tôi cũng nói lại rồi. Phải là những người thực sự tâm huyết, thực sự có đạo đức phẩm chất, là người gương mẫu ở cái nơi đó. Với tinh thần là vào để chúng ta phục vụ dân tốt tốt hơn. Và người nào vì vào mà để một động cơ khác thì nhà mình rất khoát là phải loại bỏ. Và trong quá trình chuẩn bị nhân sự, kể cả xã cả huyện, thì các đồng chí thực hiện đúng quy trình, khách quan về dân chủ, đánh giá thực chất,
không được cho những hiện tượng bè phái cục bộ vận động lôi kéo. Chúng ta phải ngăn chặn ngay từ sớm và khẳng định rõ là ai làm cái chuyện này loại bỏ ngay. Cho nên những đại hội chúng ta nhận thấy thực sự là đại hội của một tổ chức đảng tiên phong, gương mẫu thì nó cũng như vậy. Cho nên là để các đồng chí lựa chọn cán bộ như vậy rất là tốt rồi, nhưng mà rất là nghĩ tốt hơn nữa. Đề nghị các đồng chí phải xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở và tốt, rất là thôn xóm, tuy rằng là cái vị trí như vậy nhưng mà rất là quan trọng, tiếp xúc với dân. Bí thư chi bộ là phải làm trưởng quan, trưởng xóm, trưởng thôn. Cái thứ hai là bên bản là đại hội đảng là đặc biệt quan trọng với phương pháp của năm nay rồi. Quyết định là của sản. Đây là khoản trí tuệ, trí tuệ của tổ chức đảng. Và ở đây chúng tôi nghĩ là nên hướng là xây dựng cái sản xuất nông nghiệp và quan điểm của là lâm nghiệp hoặc là nông nghiệp vẫn phải đẩy mạnh hơn nữa cái xây dựng nông thôn mới trong cái điều kiện của chúng ta, cố gắng phấn đấu, kiên trì phấn đấu làm dần từng bước một, chắc chắn chỉ tiêu cho dân, chỉ tiêu về xây dựng đảng, chỉ tiêu đời sống dân, chỉ tiêu về nước sạch, chỉ tiêu y tế này chúng ta phải cố gắng.